Xin giới thiệu quý vị một khu lấn biển mới, do khu lấn biển mới là khu Tây Bắc do công ty tư vấn một đang triển khai. Đây là công trình đang thi công. Ở phía bên kia là cái cầu cảng 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 tàu mà của bến từ bến Rạch Giá đi Phú Quốc. Cái xa hơn nữa mà các bạn thấy đó là ngọn hải đăng ở khu 16 hectare. Đây là khu khu mới Tây Bắc. Chút nó là dính luôn cái xe ở dưới rồi. Dạ nó quá trời ấy. Không mà bữa nay nắng đẹp nè anh. Ở đâu anh? Phú Gia. Phú Gia hả? Phú Gia.
Có hả? Có gà đây nè. Đâu đâu? Ông tính nhiêu con đi kệ ông, tôi biết ông bán tôi 1 ký tôi mua 100 ngàn. Ghê vậy đó hả? Được được, để kiếm mày anh ơi. Dạ. Em cảm ơn nha. Ở đây là đi khoảng thêm 2 km nó mới hết cái khu này. Đã nhiều người đã đăng ký mua rồi. Mình đi ra xa mặt ở đây chút để mà ngắm cái khu Tây Bắc như thế nào. Bên kia là đảo Rùa, còn Rùa thì nó có cái hình chúng ta nhận thấy giống như một cái con rùa nó đang nhồi lên gì đó. Phía bên tay phải là cái đầu rùa, ở giữa là cái mông rùa chẳng hạn, cái mông rùa. Đó là bưu điện của thành phố Rạch Giá. Có cái trạm phát thu phát bưu điện. Còn kia là khách sạn Silai. Trước khách sạn Silai đó là Vincom của Rạch Giá. Đây là con đường đang làm, khi mà làm gần hoàn chỉnh mình sẽ đi thêm một lần nữa. Phía trong ở đây là nghĩa trang của khu người Hoa của bãi rác ngày xưa là nằm ở phía đó, kế bên đó là khu nghĩa trang của người Hoa. Giáp với đây là đường Võ Trường Tổn. Khu bên đây rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. À, phía xa đó là cái cống của ngay khu 16 hecta. Rồi, mời
mọi người ngắm lên một lần.